Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 13 của bộ truyện Ảo Ảnh Ma Pháp của tác giả Trần Thanh Vân. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, mặt của đệ thập chuyên lệnh sứ lúc này an tường một cách lạ lùng. Mắt không nhắm lại mà mở to ra, nhìn như ngây vào vầng trăng bàng bạc. Như muốn nhìn lần cuối ánh trăng thanh và vài cụm mây đang bàng bạc trôi qua. Cao Nhẫn tâm không động, mặt không đổi nét, tiểu đao vẫn vô tình chém tới, tả trường vẫn bình thản cuốn đi, như sẵn sàng dẹp bỏ mọi chướng ngại vật trên đường. Và hầu như, đệ thập chuyên lệnh sứ, một chướng ngại trên đường tầm thù, giữ gìn tranh nghĩa của Cao Nhẫn, đã sẵn sàng được dẹp bỏ chỉ trong không đầy một cái chớp mắt. Nếu như không có tiếng thét của Võ Lâm Thần Toán: "Cao Nhẫn, dừng tay lại, đừng giết, đừng!" Và một tiếng thét đau lòng nữa thê thiết cất lên: "Trời ơi, chết thập muội của ta rồi, thập muội!" Linh trí vẫn còn, đã kịp kiểm tác động cuối cùng của Cao Nhẫn. Tiểu đao đặt hở ngay tâm thất của cô nàng. Tà thủ dừng ngay trước huyệt bách hội của đối phương. Chỉ cần ấn nhẹ hữu thủ, chỉ cần nhà chút kinh lực ở tà thủ, chướng ngại sẽ bị dẹp đi ngay. Đệ thập chuyên lệnh sứ sẽ hết sống, quân chủ mất một đệ tử đắc ý, Cao Nhẫn bớt một kẻ địch nhưng lại thêm nhiều kẻ thù. Áng mây vẫn bàng bạc trôi, ánh trăng vẫn hở hững chiếu sáng. Chung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, bầu không khí như trở nên yên bình như vốn có. Toàn bộ công thủ đều đứng im phăng phắc, miệng người nào cũng há hốc ra. Sự kinh ngạc toát ra trên từng nét mặt. Cao Nhẫn vẫn sống sau đợt loạn tiến. Đệ thập chuyên lệnh sứ vẫn sống sau một đao, một trưởng của Cao Nhẫn. Cao Nhẫn lại có thể tha mạng đệ thập chuyên lệnh sứ. Tất cả bấy nhiêu câu hỏi đều quay cuồng trong tâm trí từng người, không giải đáp được. Họ chỉ biết kinh ngạc và kinh ngạc. Võ Lâm Thần Toán đứng cách đấy 10 trường, giữa vòng vây của bọn công thủ cũng kinh ngạc. Lão kinh ngạc vì võ công đến mức thu phát tùy tâm của Cao Nhẫn. Kình lực đang ồ ạt tuôn ra như thác nước muốn ngưng là ngừng. Tiểu đao đang loang loáng vung ra muốn đứng là đứng. Lão khó hiểu, Cao Nhẫn thương hoa tiếc ngọc sao, hay Cao Nhẫn chịu tuân lệnh lão? Đệ tứ chuyên lệnh sứ cũng từ đâu xuất hiện, đứng kế bên Võ Lâm Thần Toán, cũng hết khóc la mà bàng hoàng kinh ngạc. Cao Nhẫn thật sự tha chết cho một kẻ địch vừa hạ lệnh loạn tiễn giết mình sao? Đệ tứ chuyên lệnh sứ tuy không thốt ra lời, nhưng nước mắt đã nói thay hết mọi lời. Nhưng cũng chưa đủ, lý trí đã bắt miệng đệ tứ chuyên lệnh sứ phải thốt lên: "Cao huynh, đa tạ Cao huynh đã dung tỉnh." Câu nói của đệ tứ chuyên lệnh sứ như một hiệu lệnh, làm cho mọi người như sống động lại, mọi người đều sực tỉnh. Cao Nhẫn hỏi khẽ: "Thế nào, cô nương không bị sao cả chứ?" Đệ thập chuyên lệnh sứ đáp khẽ: "Tạ ơn Cao huynh đã tha chết, tiểu môi xin bái phục và ghi khắc mãi ân tình này." Võ Lâm Thần Toán cười lớn: "Cao Nhẫn, ngươi khá lắm, thật sự rất khá." Bọn công thủ thì có thái độ không ngờ nhất: hoan hô, thân thủ bất phàm, đệ nhất thân pháp." Tiếng hoan hô vang dậy, làm mọi người như xích lại gần nhau, đổi thù thành bạn nếu không có... Phải, nếu không có hàng loạt tiếng gầm thét vọng đến: Thập muội quên lời giáo huấn của quân chủ sao? Thập tỷ, sao không giết ngay gã đi mà chuộc tội? Thập tỷ tránh ra, để hắn đấy cho tiểu đệ." Lẫn trong đó là một tiếng quát lớn: "Bọn công thủ khốn khiếp này, còn không bắn tất cả cho bạn lệnh sứ sao? Mau lắp tên dương cung bắn." Bọn công thủ đã được sai kiến quen thành tánh. Lệnh vừa phát, tất cả đều hành động, quên cả tiếng tán thưởng vừa rồi. Lệnh ban đến đâu, bọn công thủ làm dập dàng đến đó. Khi lệnh vừa ra đến chữ bắn, thì hàng ngàn mũi tên đã rời cung. Nhắm vào đích lúc này chính là Cao Nhẫn và đệ thập chuyên lệnh sứ và Võ Lâm Thần Toán cùng đệ tứ chuyên lệnh sứ. Cao Nhẫn phản ứng thật nhanh nhạy. Do đã có kinh nghiệm vừa rồi, tà thủ đẩy nhẹ đệ thập chuyên lệnh sứ lăn tròn theo mái dốc phía bên kia của nóc quan đế miếu. Hữu thủ vung tròn tiểu đao, người và đao như một cầu vồng sáng hạ thẳng xuống chỗ của Võ Lâm Thần Toán và đệ tứ chuyên lệnh sứ. Miệng đã hô vàng: nằm xuống ngay." Hàng loạt mũi tên bị chặt gãy, hàng loạt đầu tên theo tà trưởng của Cao Nhẫn đẩy vòng ngược về phía bọn công thủ đang chuẩn bị lắp tên khác. Chúng bị trúng tên chạy loạn xạ cả lên, xô đạp nhau mà chạy, tiếng kêu la vang trời.
Bóng cầu vồng không ngừng lại một giây nào, lướt nhanh đến một nhóm người gồm 5 tên chuyên lệnh sứ vừa hiện thân. Bọn này khá trầm tĩnh giữa đám đông đang hỗn loạn. Cả 5 tên đều tản ra, trường kiếm lăm lăm trên tay. Đợi khi bóng cầu vồng vừa hiện thân, bọn chúng vây hãm cứng. Cao Nhẫn nhìn qua đã giật mình thốt lên: "Ngũ hành kiếm trận!" Nghe Cao Nhẫn kêu lên thoảng thốt, cả 5 tên đồng cười rộ lên. Một tên còn nói với giọng thánh thót, chính là giọng của nữ nhân: "Cao Nhẫn, hôm nay ngươi đành chịu chết thôi." Thế là kiếm trận phát động, bóng kiếm chập trùng, sát khí mờ mịt làm lu mờ cả ánh sáng đêm trăng. Bóng Cao Nhẫn như chỉ mất trong bóng kiếm. Bên ngoài, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Võ Lâm Thần Toán gầm lên, tung người vào giữa đám cung thủ như cọp vào giữa đàn dê, mặc tình đánh giết. Đệ tứ chuyên lệnh sứ sau một hồi ngẩn ngơ, cũng tung mình vào bọn cung thủ, tay đánh chân đá, miệng kêu lên: "Chết, bọn ngươi đáng chết." Cô nàng đệ thập chuyên lệnh sứ bàng hoàng hơn. Sau khi vượt qua cơn loạn tiến mà người cứu nạn là ai? Là người mà cô nàng được lệnh phải giết, đã ra lệnh giết, được tha chết trong một lần, lại một lần cứu nạn. Cảm phục hay căm phẫn, hai thái độ tâm lý đan xen vào nhau. Không biết phải làm sao, sau cùng cô nàng đã quyết định dứt khoát. Do được giáo dưỡng từ nhỏ, hận trả hận, thù thì phải trả bằng thù. Cô nàng thét lên lanh lảnh, hạ thân xuống đất, tung người vào đám cung thủ, quyết làm cò cả bọn trước, sau đó mới giải vây cho Cao Nhẫn. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tiếng gào la thảm khốc, vang động cả một đất trời. Bấy nhiêu chuyện xảy ra, Cao Nhẫn không biết tới. Tai không điếc, mắt không mù, nhưng cũng như điếc và mù, vì Cao Nhẫn đang bị vây khốn giữa ngũ hành kiếm trận, một kiếm trận còn nguy hiểm hơn cả tam tài kiếm trận trước đây Cao Nhẫn đã từng gặp. Còn 5 tên đang vây công Cao Nhẫn, chúng hoàn toàn rối loạn tâm trí. Do bị chi phối bởi hành vi phản bội lại quân chủ của tứ đệ và đệ thập chuyên lệnh sứ, do những cái chết thê thảm của bọn cung thủ, do tiếng gào la thảm khốc của chúng, từ rối loạn tâm trí dẫn đến trận pháp bị rối loạn không xa là bao. Tại sao phát hiện được nhiều chỗ sơ hở của kiếm trận? Không cần phải hiểu tại sao kiếm trận ngũ hành lại có nhiều sơ hở hơn so với tam tài kiếm trận. Cao Nhẫn nhận định sự biến chuyển của kiếm trận và đã tìm được cách phá giải dễ dàng. Hét to một tiếng, tiểu đao vung loạn quấy động lên, chọc giữa, quét dưới, thân pháp tan ngay. Cao Nhẫn tung mình lướt ra khỏi kiếm trận. Nhìn cảnh quang trước mắt, tuy không phải ban ngày nên không thấy rõ màu đỏ của máu đang chảy thành dòng, nhưng thấy người chồng chất, tay chân đứt lìa, Cao Nhẫn gầm lên: "Dừng tay!" Tiếng gầm đừng phát ra bởi cả 12 thành công lực, như đã xé nát cả không gian, lấp cả tiếng binh khí và trường phong va chạm, lấp luôn cả tiếng rên la. Mọi người đều đang lòng óc váng đầu bởi tiếng gầm của Cao Nhẫn. Tất cả đều dừng tay, tất cả đều bàng hoàng trước cảnh thảm sát, và tất cả đều chết chân. Nhìn máu chảy thây rơi, đệ thập chuyên lệnh sứ đã phát cuồng lên. Nhìn vào hai bàn tay ngập ngụm máu tanh, đệ thập chuyên lệnh sứ phát cười lên rũ rượi, đảo mắt đỏ sọc nhìn quanh, rồi lại nhìn vào đôi tay. Nhìn đi nhìn lại nhiều lần, trong tiếng cười điên cuồng, rồi cô nàng tung người vọt đi mất dạng, chỉ còn tiếng cười mê sảng vang dội lại. Đệ tứ chuyên lệnh sứ đuổi theo, miệng cứ kêu: "Thập muội, hãy đợi huynh với." Bọn cung thủ sống sót cũng bỏ chạy. Năm tên chuyên lệnh sứ đưa mắt nhìn theo bóng của đệ thập và đệ tứ chuyên lệnh sứ đang mất hút vào bóng đêm. Chúng lại nhìn nhau cũng định bỏ đi. Cao Nhẫn mắt long lên dữ tợn, chặn lại nói: "Đứng lại xem nào, tất cả bọn người." "Hả? Nhị ngũ cửu chuyên lệnh sứ và hai tên này nữa chắc là thập nhất thập nhị đây mà. Cả năm tên phải chịu trách nhiệm trước thảm trạng này, hãy ngoan ngoãn cúi đầu chịu chết." Cả năm tên chuyên lệnh sứ nghe Cao Nhẫn nói, đồng cười lên khanh khách. Mỗi lồng một quang xạ vào Cao Nhẫn và Võ Lâm Thần Toán. Nỗi căm hận toát ra khiếp người. Đại kiểu chuyên lệnh sứ lên tiếng trước, giọng nói như chu chéo của lại ngạ quỷ: "Cao Nhẫn, ngươi tưởng bọn ta sợ ngươi đấy à? Tưởng rằng bọn ta bỏ đi là sợ ngươi sao? Nhị ngũ sư huynh, thập nhất đệ, thập nhị muội, họ Ngôn này có một ý, cứ giết Quách Cao tiểu tử, đưa đầu về bẩm báo với quân chủ. Việc của tú huynh và thập muội rồi hãy tính sau, thế nào?" Bọn họ có tán đồng hay không, không một ai trả lời, nhưng tất cả đều tản ra vây quanh hai người Cao Nhẫn và Võ Lâm Thần Toán. Thập nhị chuyên lệnh sứ cất giọng lạnh lót: "Đưa lão già này đi cùng với Cao Nhẫn luôn cho có bạn." Bị xem như món đồ chơi trong tay người, Võ Lâm Thần Toán cười lên: "Các ngươi cứ ngỡ lão toán này chỉ có thiết khẩu thôi sao? Hôm nay lão sẽ cho bọn ngươi mục kích thiết thủ của lão. Hả, đến khi nơi đây
là lão đã đoán mệnh của bọn năm người các ngươi rồi. Diêm Vương đã định canh ba chết thì không thể đến canh năm được. Đệ nhị chuyên lệnh sứ đưa tay phát động kiếm trận, miệng đồng thời la lớn: "Lão già cuồng điên kia, đừng có ngoa ngôn ngạo ngữ nữa, xem kiếm đầy." Ngũ hành kiếm trận đồng thời phát động, kiếm quang vây bọc lấy cả hai. Cao Nhẫn lúng túng vì lúc này không thể không chiếu cố đến võ lâm thần toán được, mà nếu đã chiếu cố thì bộ pháp khó lòng thi triển được, cũng như tiểu đao trên tay không thể nào vừa che kín hai người lại vừa công kích đối phương. Huống hồ mọi vật di động trong kiếm trận đều được xem là đích để kiếm trận tấn công. Đang định lên tiếng để khuyến cáo võ lâm thần toán thì Cao Nhẫn đã nghe lão cười to: "Ngũ hành kiếm trận đâu xứng đáng để lão phu đây bận tâm, các ngươi còn trò gì khác hay hơn không?" Đưa mắt nhìn qua võ lâm thần toán, Cao Nhẫn thấy kiếm trận không gây khó khăn chút nào cho lão. Trần lão ung dung thoăn thoắt bước qua bước lại ở trong kiếm trận như người đang đi dạo, tay chắp sau lưng, thi thoảng lão tung ra một quyền, chộp một ngón cầm ná, vung một chỉ pháp. Những quyền cầm ná và chỉ pháp của lão tuy chỉ đánh vào khoảng không nhưng lại làm giảm nhịp độ của kiếm trận. Rõ ràng Cao Nhẫn thấy lão có lúc đón đánh trước khi đối phương phát chiêu liên hoàn, có khi đánh sau khi đòn phối hợp của địch nhân đã tuôn ra, không đối kháng hoàn toàn với kiếm trận của đối phương nhưng lại có công năng làm cho đòn liên hoàn của đối phương phải chứng lại. Còn hơn thế nữa, thấy Cao Nhẫn chưa bị hiểm nguy nhưng lại bỏ ra nhiều sức, nào là nhảy nhót di bộ liên tục, nào là dùng tiểu đao nhằm chém gãy trường kiếm của đối phương, nhưng tất cả đều phí công vô ích. Kiếm của đối phương dày đặc, ngỡ chỗ nào cũng có, tuy chưa chạm đến chéo áo của Cao Nhẫn là nhờ ở bộ pháp kỳ ảo. Ngược lại kiếm pháp ảo kỳ, thần vật trong tay Cao Nhẫn cũng không thể làm suy chuyển trường kiếm của đối phương, chứ đừng nói đến việc gây thương tích cho địch nhân. Võ lâm thần toán bèn lên tiếng, lợi dụng dịp này hướng dẫn cặn kẽ cho Cao Nhẫn biết những đường lối vận hành của kiếm trận, như người sư phụ dạy bảo cho đệ tử của mình, và lấy địch nhân đang lâm trận làm đối tượng để chỉ điểm. Kiến văn của võ lâm thần toán thật là uyên bác, có thế lão mới dám đoán số mệnh cho thiên hạ, cũng như có thể giải thích thông suốt mọi vấn đề nan giải mà người đưa ra hỏi lão. Lúc này lão nói lào lào như người đọc sách: "Ngũ hành gồm có kim mộc thủy hỏa thổ, chấn ở tứ phương với thổ là trung ương. Ngũ hành sinh khắc, tiến ba, lùi hai, tả tam, hữu ngũ." Theo lời hướng dẫn của lão, Cao Nhẫn di động càng lúc càng nhịp nhàng, ăn khớp với kiếm trận đối phương. Một khi đã đi đúng bộ vị, mắt nhìn thông tỏ từng đường kiếm của đối phương. Đối với Cao Nhẫn lúc này, muốn chém gãy kiếm của đối phương bằng tiểu đao thật dễ như trở bàn tay. Muốn đoạt kiếm của đối phương lúc nào cũng được. Từng lời nói, từng hành động của võ lâm thần toán và Cao Nhẫn, cả năm tên lệnh sứ đều nghe được. Tức giận đến tràn hông khi võ lâm thần toán sử dụng bọn chúng làm đối tượng chỉ điểm và luyện tập cho Cao Nhẫn. Nhưng dù tức giận đến thế nào đi nữa, bọn chúng cũng không thể nào dừng trận đánh được. Nếu chưa đánh đủ hết các chiêu số, cứ thấy lần lượt bọn chúng diễn hết các chiêu như để biểu diễn cho Cao Nhẫn và võ lâm thần toán xem. Chẳng những chỉ xem mà thôi, trái lại võ lâm thần toán còn bình luận, khen chê từng chiêu số của bọn chúng. Bóng kiếm trận đột ngột dừng. Cao Nhẫn không hiểu, do đó theo đà di bộ đã tiến lại gần đệ nhị chuyên lệnh sứ, cơ hồ tiến thẳng vào trường kiếm đang đưa ra của hắn. Cũng may cho Cao Nhẫn, kiếm trận dừng là vì đã đánh đủ hết các chiêu số. Tâm ý của bọn chúng tương thông lẫn nhau, khi biết kiếm trận thật sự không làm gì được bọn người Cao Nhẫn, đánh xong đòn phối hợp sau cùng, bọn chúng còn một lúc dừng tay. Một phần do quá đột ngột, nên đệ nhị chuyên lệnh sứ khi thấy Cao Nhẫn tiến lại gần, ngỡ Cao Nhẫn trực ra tay đoạt kiếm. Hắn cả sợ, rụt ngay trường kiếm, lùi lại qua mé tả vài bước. Vừa lúc đó, võ lâm thần toán thấy Cao Nhẫn đã lỡ bộ, sợ chàng bị thất thố, nguy hiểm, nên lão nhanh tay đưa ra nắm áo của Cao Nhẫn kéo lại. Nói thì lâu, nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Khi Cao Nhẫn ổn định được cước bộ, thì thập nhị chuyên lệnh sứ lúc này đang đứng ở mé tả Cao Nhẫn, đã tiến lại thật gần, miệng lanh lảnh thét lên: "Xem kiếm đầy!" Đệ ngũ chuyên lệnh sứ cũng lao vút lên, đưa trường kiếm tấn công ngay vào võ lâm thần toán từ phía sau. Hắn thét: "Lão già đáng chết!" Cao Nhẫn và võ lâm thần toán, một người đón đỡ kiếm, một người lách tránh sang một bên thật nhanh. Sau đó lập tức diễn ra hai trường ác đấu. Phía võ lâm thần toán, tay không đối với kiếm của đệ ngũ chuyên lệnh sứ tương đối nguy hơn. Khả dĩ bình thủ được lúc đầu nhờ đôi chân thoăn thoắt và đôi tay luôn vũ động. Nhưng đệ ngũ chuyên lệnh sứ không thẹn là đệ tử của quân chủ. Võ công đã đạt đến mức cao siêu trên cả bậc tôn sư đứng đầu một phái. Lúc nãy do ràng buộc bởi kiếm trận,
công lực hỗ tương lẫn nhau, chiêu thức phối hợp chặt chẽ, không thể đi ra ngoài khuôn khổ. Còn lúc này lại khác hẳn, chiêu thức của đệ ngũ chuyên lệnh sứ tuôn ảo ảo như thác lũ, biến hóa khôn lường, luôn đưa Võ Lâm Thần Toán vào chỗ thương vong. Nhưng bình tâm tính trí đến đâu, Võ Lâm Thần Toán cũng phải đổ mồ hôi lạnh từng chập, thoát được một chiêu là biết mình chưa chết. Nhưng đến lúc nào phải chết, hay có thể thoát chết hay không, lão hoàn toàn không đoán trước được. Phần Cao Nhẫn lúc này mới trổ hết thần oai. Cho dù cô nàng thập nhị chuyên lệnh sứ có võ công cao hơn đồng bọn, vẫn không gây được hiểm nguy nào cho Cao Nhẫn. Ngược lại, chỉ 17-18 chiêu thôi là cô nàng đã lúng túng. Lùi mãi, vô tình lùi về phía trận đánh đang diễn ra phía bên kia. Cao Nhẫn lúc này đã phát hiện được Võ Lâm Thần Toán đang gặp nguy hiểm, quát to lên một câu. Đỡ, lão gia yên tâm, vãn bối đến đây. Tà thủ vươn ra, chộp ngay vào đốc kiếm của thập nhị chuyên lệnh sứ ném về phía Võ Lâm Thần Toán. Hiếu thủ lăng tiểu đao trước mặt thập nhị chuyên lệnh sứ khiến cô nàng phải buông kiếm thoái bộ. Nhưng đấy chỉ là hư chiêu của Cao Nhẫn. Sau khi đoạt kiếm ném đi, Cao Nhẫn lướt đến đệ ngũ chuyên lệnh sứ, tay vung tiểu đao đón đỡ ngay kiếm đối phương đang nhắm vào đôi chân của Võ Lâm Thần Toán. Đệ ngũ chuyên lệnh sứ đành phải bỏ Võ Lâm Thần Toán quay sang tiếp chiêu của Cao Nhẫn. Võ Lâm Thần Toán có kiếm như được chắp thêm đôi cánh, lão tức thì vũ động trường kiếm nhào sang tấn công đệ nhị chuyên lệnh sứ lúc này đã lướt đến gần lão. Hai chọi hai, thế trận diễn ra tưng bừng. Thập nhị chuyên lệnh sứ đứng ngoài hậm hực nhìn Cao Nhẫn như muốn ăn tươi nuốt sống. Cửu thập nhất chuyên lệnh sứ thì quan sát cả hai bên, mong tìm được sơ hở trong kiếm pháp của Cao Nhẫn, hắn sẵn sàng tương trợ đồng bọn khi bị nguy. Mà nguy thật, nguy đến nơi rồi. Vì lúc này đệ ngũ chuyên lệnh sứ đã luống cuống, không thể duy trì được nữa. Đệ cửu chuyên lệnh sứ thấy vậy, liền nói với đệ thập nhất lệnh sứ. Đệ nhất sư đệ hãy liên thủ với ngũ sư huynh, phần lão già để ta tiếp một tay với nhị sư huynh. Nói rồi, không đợi đệ thập lệnh sứ đồng ý hay không, hắn đã tung mình đến hợp với đệ nhị chuyên lệnh sứ đánh giáp với Võ Lâm Thần Toán. Đệ thập nhất lệnh sứ thấy thế, liền bảo sư muội mình. Thập nhị muội hãy đứng ngoài quan chiến, để ta vào trợ chiến với ngũ sư huynh. Được thập nhất lệnh sứ tiếp trợ, đệ ngũ chuyên lệnh sứ lấy lại được phần nào khí thế, hắn luôn mồm la hét tung kiếm đánh vào Cao Nhẫn. Thêm một tay, Cao Nhẫn có phần sợ đối phương liên kết lập thành kiếm trận như lời Hà Thúy trước đây có nói. Nhưng không hiểu tại sao, hay là do quá tức giận mà đệ ngũ chuyên lệnh sứ không nghĩ đến điều này, hắn cứ ào ào vào đánh, khiến cho đệ nhất chuyên lệnh sứ cũng phải làm thế, mạnh người nào người đấy đánh. Cao Nhẫn không thể bỏ lỡ cơ hội, dứt khoát không để đối phương nhớ lại mà lập kiếm trận. Cùng một lúc, tay đao tay quyền, lúc chém lúc trường, đánh đỡ một lúc cả hai tên. Tình thế càng lúc càng bất lợi cho bọn chuyên lệnh sứ đệ ngũ và đệ thập nhất. Cũng như tình thế cũng trở nên bất lợi cho Võ Lâm Thần Toán khi đệ cửu liền tay với đệ nhị chuyên lệnh sứ mà đánh. Suy xét kỹ càng trước sau, sợ tiếp tay diệt được lão già thì hai sư huynh của mình sẽ bị Cao Nhẫn hại, không bằng cứu nguy cho sư huynh trước. Sau khi hai sư huynh nhị và cửu diệt xong lão già sẽ sang tiếp tay mà đối phó với Cao Nhẫn. Do nghĩ vậy, cô nàng thập nhị chuyên lệnh sứ định tung người lao vào trận đánh với Cao Nhẫn thì lúc ấy đang nghe tiếng quát, hãy cho bọn ỷ chúng hiếp cô. Theo tiếng quát là một bầu rượu bay ngay vào giữa mặt đệ cửu chuyên lệnh sứ. Tên này lanh mặt lắc khẽ đầu sang tránh được. Bầu rượu theo đà tiến thẳng vào đến Võ Lâm Thần Toán. Lão đưa tay tả dòng chiêu thức tứ lạng bạt thiên cân theo đà bay tới cửa bầu rượu để nhanh thêm vào mặt của đệ nhị chuyên lệnh sứ. Lão nói, này hãy uống rượu của lão khất thử xem. Miệng lão nói, mắt vẫn nhìn kỹ. Hiếu thủ đã vung trường kiếm trên tay đỡ ngay kiếm của đệ cửu chuyên lệnh sứ đang len lén đâm tới. Lão nạt, chà, con trẻ mà đã học trò cắn trộm sao. Thấy đột nhiên lão già ăn mày xuất hiện, không kịp nghĩ, cô nàng thập nhị chuyên lệnh sứ xông lại tấn công ngay. Võ Lâm Thần khất chân vẫn loạn choạng, lão ta luôn làm trò. Ôi chà, nữ nhân sao mà hung dữ thế. Ái già, lão già chịu thôi, không cần nữ nhân đấm bóp. Không gì tức giận hơn, thập nhị chuyên lệnh sứ tay vung quyển tới tấp, cước đá loạn lên, miệng la bài bài, nhưng coi bộ pháp thập phần hung hiểm vẫn không làm gì được Võ Lâm Thần khất. Còn Võ Lâm Thần khất buông lời châm chọc, khiến cô nàng đã tức lại càng tức tối hơn. Nhưng tức cũng không làm gì được lão, bởi tay không khó có thể chiếm được lợi thế. Cao Nhẫn đánh với hai tên chuyên lệnh sứ, một tiểu đao chống đỡ với hai trường kiếm. Phần đối phương thiếu hoàn phần phối hợp,
nên khi bọn chúng gây trở ngại cho chính bọn chúng. Nhận ra được sự lợi hại của Cao Nhẫn và sự sai sót của chính mình, tên đệ thập nhất chuyên lệnh sứ hét lên: "Ngũ sư huynh, mau lập trận!" Tiếng thét chưa dứt, đệ ngũ chuyên lệnh sứ chưa kịp lập trận, Cao Nhẫn đã cười to: "Hả, bây giờ mới nghĩ đến lập trận thì đã muộn rồi." Bùng, bùng. Hai thanh kiếm của hai tên này đồng lúc bị chấn gãy. Hai tên chuyên lệnh sứ tức thì đồng buông kiếm, vắt cao tứ thủ, công một lúc bốn trường nặng như núi vào người Cao Nhẫn. Hai trước hai sau, hai trên hai dưới, bốn trường cùng chạm đích, trường kình chạm nhau vang dội, tiếng nổ đinh tai. Hai tên chuyên lệnh sứ bị chấn dội lui về sau. Cả hai cùng tròn xoe mắt nhìn vào giữa đương trường, không thấy Cao Nhẫn đâu cả, chỉ thấy chỗ Cao Nhẫn vừa đứng lúc nấy bị trường phong quét sâu xuống, tạo thành một lỗ khá to. Chúng nghĩ Cao Nhẫn đã không chống đỡ được trường, tan xương nát thịt mà chết giữa đương trường. Nhưng nhìn thật kỹ để dò xét, bọn chúng không hề thấy một vết tích nào chứng tỏ Cao Nhẫn đã bỏ mạng. Thân hình cả hai cùng ngơ ngác, lúc này lại nghe tiếng trường phong từ đấu trường bên kia vọng lại. Quay đầu sang nhìn, thấy có hai bóng người lảo đảo. Ngỡ võ lâm thần toán trúng trường, nhưng sao lại có hai bóng lảo đảo? Tung người đến, bọn chúng tính bồi thêm một trường chí mạng, nhưng trường chưa phát ra, bọn chúng đã vội đỡ lấy thân hình của hai người vừa lảo đảo sắp quỳ, vì đấy chính là nhị và cửu chuyên lệnh sứ huynh đệ của chúng. Tay đỡ lấy đồng bọn, mắt nhìn trước mặt, thấy Cao Nhẫn vẫn còn sống đó, đang đứng bên cạnh võ lâm thần toán. Không nhìn thấy thì thôi, một khi nhìn thấy thì cả hai đệ ngũ và thập nhất lệnh sứ thấy nóng cả mặt, vì lúc này Cao Nhẫn và võ lâm thần toán không đếm xỉa gì đến chúng. Cả hai đều chăm chú vào cuộc hí lộng của võ lâm thần khất với cô nàng thập nhị lệnh sứ. Nguyên Cao Nhẫn sau khi chấn gãy hai trường kiếm của đối phương, đồng thời thấy tình thế dần bất lợi cho võ lâm thần toán, đang một mình chống đỡ cả hai tên chuyên lệnh sứ, mà võ công của mỗi tên đều không kém lão bao nhiêu. Chưa biết tính toán như thế nào để giải cứu kịp cho võ lâm thần toán, mà lại không bị đệ ngũ và thập nhất chuyên lệnh sứ ra tay cản trở. Đường lúc này, cả hai tên sau khi buông kiếm đã phân ra trước sau, mỗi tên hai trường đồng lúc, một trên một dưới đúng phương vị. Phát trí tâm linh, Cao Nhẫn như một vì sao đổi ngôi, thoát lẹ khỏi vòng chiến, mặc cho hai tên đối trưởng lẫn nhau. Còn Cao Nhẫn vượt qua quãng đường ba trượng, trong chớp mắt đã kịp thời cứu nguy cho võ lâm thần toán. Tranh thủ dịp may, khi đệ nhị và đệ cửu chuyên lệnh sứ cùng bối rối tránh chạm kiếm vào tiểu đao, thần vật của Cao Nhẫn, võ lâm thần toán đấm nhanh ra hai quyền, làm đảo lộn lục phủ ngũ tạng của cả hai, khiến chúng phải buông kiếm, tay ôm ngực lảo đảo siêu vẹo, lùi dần ra sau. Tiếp theo, cả hai đứng nhìn trò hí lộng của võ lâm thần khất với cô nàng thập nhị chuyên lệnh sứ. Nhìn lối té qua đảo lại của võ lâm thần khất, Cao Nhẫn nhớ lại lần nào lão đùa giỡn với đệ tam chuyên lệnh sứ, tức là Từ Y công tử, cách đây 5 năm tại Đại Biệt Sơn. Khi đó Cao Nhẫn còn bé, võ công chưa biết gì, nên nhìn mà không hiểu, thấy mà cũng như không thấy. Bây giờ theo dõi lại những bước chân lảo đảo của lão trong quyền cước, trưởng, tấn, chảo, chụp của đối phương, Cao Nhẫn nhận ra những bước chân đi của lão không phải là ngẫu nhiên, mà đây chính là một bộ pháp. Bộ pháp này tuy không tinh diệu kỳ ảo, biến hóa bằng ảo ma bộ pháp của Cao Nhẫn, nhưng vẫn là một bộ pháp khá cao thâm. Cao đến nỗi, đệ tam chuyên lệnh sứ trước đây và thập nhị chuyên lệnh sứ lúc này đều không thể chạm chân đến chéo áo của lão. Võ lâm thần khất thấy Cao Nhẫn và võ lâm thần toán đã kết thúc trận đấu của họ, lão cũng không muốn kém cạnh. Hai tay lão đỡ đưa ra chỉ, và một cái đảo bàn tay, lão đã nắm chặt mệnh môn huyệt của cô nàng thập nhị chuyên lệnh sứ. Lão nham nhở nói: "Ôi chà, thấy bộ dạng hung dữ, nào ngờ cổ tay mềm mại như thế." Lão chôn mũi, da mặt vốn đã nhăn nheo, khiến khuôn mặt trông hết sức tức cười. Xong lão buông tay cô nàng, khênh khạng đi đến chỗ Cao Nhẫn đang đứng, lão lên tiếng: "Thằng bé, đến đây là phần việc của ngươi." Nói với võ lâm thần toán, lão hỏi: "Lão toán, bầu rượu của ta đâu?" Lúc này trời đã sáng bạch, máu của bọn cung thủ qua một lúc nằm phơi sương gió đã khô đặc lại. Thần sắc của mỗi xác chết đều tím tái, trông càng dễ sợ hơn. Cao Nhẫn sau một lúc lòng đã lắng lại, bây giờ nhìn lại thảm trạng, cơn phẫn uất lại bốc lên. Nhìn qua năm tên chuyên lệnh sứ, Cao Nhẫn nói: "Lời ta nói lúc nãy, các ngươi phải chịu trách nhiệm trước thảm trạng này, bây giờ còn gì nói không?" Đệ nhị và đệ cửu chuyên lệnh sứ tay vẫn còn ôm ngực, mặt thoáng hiện rõ nét thất sắc. Đệ ngũ và đệ nhất cũng thoáng e ngại. Bỗng cô nàng thập nhị cười lên khanh khách, tay đưa vào bọc lôi ra một vật tròn giống như là quả trứng gà màu đỏ tươi,
Ả nói giọng đắc ý. Cao Nhẫn, ngươi tưởng thế này là uy hiếp được bọn ta sao? Xem đây là vật gì? Cao Nhẫn ngẩn ngơ, trong khi Võ Lâm Nhị Thần dùng mình khiếp sợ, bốn tên chuyên lệnh sứ kia mắt thoáng lộ vẻ vui mừng. Cao Nhẫn ngơ ngác hỏi, đây là vật gì? Chỉ dựa vào đó mà thoát chết ư? Thập nhị chuyên lệnh sứ khinh khỉnh nói, kiến văn của ngươi quả là thô lậu, hãy hỏi hai lão già kia xem là vật gì. Đưa mắt ướm hỏi Võ Lâm Nhị Thần, Võ Lâm Thần Toán nói khẽ, đây là vạn tử vân hương, không hiểu sao bọn này lại có được. Thập nhị chuyên lệnh sứ thấy Võ Lâm Nhị Thần đã nói đúng nên à nói thêm, uy lực của hồng đạn tử vân hương nhị lão đã biết rõ, bây giờ bàn lệnh sứ hỏi một câu, các ngươi muốn sống hay muốn chết? Do không hiểu được sự nguy hiểm của hồng đạn tử vân hương, Cao Nhẫn tức giận đáp, sống thì sao mà chết thì sao? Nét mặt cô nàng lộ vẻ đanh ác, trông không còn một chút gì nhu mì khả ái của một nữ nhân. À đáp, muốn sống thì bó tay quy hàng, còn muốn chết thì dễ dàng hơn, cứ nếm thử uy lực của họng đạn tử vân hương. Không biết lợi hại, Cao Nhẫn nghe ả nói mà tức giận, gầm lên một tiếng, vung trường đánh ngay với thập phần công lực đã hội tụ nãy giờ. Võ Lâm Nhị Thần hoảng hốt kêu lên, không được, coi chừng độc dược. Cô nàng thập nhị lệnh sứ không ngờ Cao Nhẫn làm càn, tay ném nhanh hồng đạn tử vân hương, miệng hô to, các sư huynh chạy mau. Miệng vừa kêu chạy là ả đã chạy ngay. Cả bốn tên chuyên lệnh sứ còn lại cũng dồn hết công lực vào đôi chân, tung người nhanh về phía sau. Trường kình của Cao Nhẫn đánh hụt đối phương, đập vào mặt đất kêu lên ầm một tiếng. Hồng đạn tử vân hương do va chạm với kình phong cũng đồng thời phát nổ. Khói mù mịt màu đỏ như là phấn từ trong viên đạn bay ra lan rộng. Trường phong của Cao Nhẫn sau khi chấn dội vào mặt đất dội ngược trở lên, cuốn theo những đất đá, cuốn luôn cả khói độc lan tỏa ra xung quanh. Nhưng do hướng trường phát ra của Cao Nhẫn là hướng đánh ra nên khói mù bay về phía Cao Nhẫn đứng không bao nhiêu. Tất cả đều phủ rộng cả ba mặt còn lại. Võ Lâm Nhị Thần sau tiếng la hoảng, cả hai cùng lướt người về phía sau, cách đương trường đến gần 20 trượng, khá an toàn với khói độc. Đến khi khói mù cùng với cát bụi từ từ lắng xuống hết, Cao Nhẫn ngơ ngác nhìn quanh, năm tên chuyên lệnh sứ đã chạy đâu mất. Võ Lâm Nhị Thần cũng bình an đứng nhìn Cao Nhẫn với vẻ sững sờ. Cao Nhẫn lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, đi đến bên phía Võ Lâm Nhị Thần đang đứng. Võ Lâm Nhị Thần thấy Cao Nhẫn đi về phía mình liền lật đật thối lui, tay khoát lia lịa. Võ Lâm Thần Toán nói, Cao Nhẫn, ngươi đứng lại ngay, đừng tiến tới nữa. Cao Nhẫn y lời đứng lại nhưng không hiểu, bèn lên tiếng hỏi, hai lão sao rồi? Nhìn thần sắc của hai lão kia thật là đáng sợ. Mà đáng sợ thật, do sợ nên Võ Lâm Thần Toán lại hỏi, ngươi thử vận công xem sao. Nhún vai, Cao Nhẫn vận công qua một vòng khắp cả kỳ kinh bát mạch không phát hiện được gì. Cao Nhẫn lắc đầu, nào có gì đâu, hai lão đang nghĩ gì thế? Võ Lâm Nhị Thần kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Võ Lâm Thần Toán lại lên tiếng hỏi, thật sự ngươi không việc gì chứ? Cao Nhẫn bật cười, hôm nay lão già đoán sai rồi, tại hà chẳng có gì. Võ Lâm Thần cất chen lời, Cao Nhẫn, ngươi không trúng độc à? Trúng độc? Sao lại phải trúng độc? Độc ở đâu ra? Võ Lâm Nhị Thần thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Hai lão không trả lời Cao Nhẫn mà lại nói, ngươi nhìn những xác chết kìa. Cao Nhẫn lập tức nhìn vào những xác chết của bọn cung thủ đang còn để nằm đó. Tất cả đều nằm trong phạm vi phủ chụp của làn khói mù màu hồng phấn. Và tất cả những xác chết này tựa như đang có biến đổi. Xác trên rơi xuống chen vào những xác nằm dưới. Có xác lăn ra, mất cả hồn vía. Không tưởng trên đời thật sự có ma quỷ. Cao Nhẫn cứ chố mắt nhìn xem cho rõ. Thì ra các xác chết này đang dần dần rữa ra, đến y phục cũng biến mất. Cao Nhẫn nói bừng qua, sao lạ vậy? Không phải những người này mới chết đây hay sao? Sao lại rữa nát nhanh như vậy chứ? Võ Lâm Nhị Thần nghe Cao Nhẫn hỏi, cũng lắc đầu khó hiểu đáp. Đáng lý Cao Nhẫn ngươi cũng như những xác chết này. Cao Nhẫn sửng sốt, hả? Sao vậy? Võ Lâm Thần Toán đáp, hồng đạn tử vân hương là một loại chất độc cực kỳ nguy hiểm, được trộn chung vào các chất gây nổ. Tiếng nổ làm chất độc theo khói bay rộng ra, bám vào vật sống nào cũng tạo nên cái chết thi thảm. Ngươi sao lại không chết? Đây mới là chuyện hy hữu. Lão Toán ta chưa từng nghe có ai thoát chết được dưới loại đạn này, trừ ngươi đó.
Cao Nhẫn nghe Võ Lâm Thần Toán nói mà lòng bàng hoàng kinh sợ, không hiểu vì sao mình thoát chết. Còn đang suy nghĩ, lại nghe Võ Lâm Thần Toán nói: "Ta cũng chưa từng nghe nói loại độc này có thuốc giải. Ngươi quả là quái nhân, đây là những quái sự." Trầm ngâm suy nghĩ thêm, một lát sau lão nói tiếp, nói mà không tin được ở điều lão đang nói: "Hay là ngươi đã luyện thành kim cương bất hoại?" "Vô lý, chuyện này không thể nào. Ngoại trừ ngươi có dược vật trợ công, trong người ngươi có mang linh vật nào không?" Cao Nhẫn hỏi lại: "Linh vật nào có?" "Dược vật, những vật có tính khắc độc." Đến đây Cao Nhẫn đã hiểu điều gì đã giúp mình thoát chết. Đó chính là nhờ tị độc châu được khảm cùng tị thủy châu trên mặt con ngọc bài, tín phủ tối cao của công chủ ảo ma cung, nhưng không thể nào nói rõ ra được. Nên Cao Nhẫn vẫn lắc đầu, khiến cho Võ Lâm Thần Toán càng lộn xộn bối rối. Sốt ruột, Võ Lâm Thần khất ngắt lời: "Thôi, bỏ đi, chỉ biết thằng bé không chết là được rồi, nói gì mà lắm thế." Thoáng thấy có nét giận trên khuôn mặt giả nua nhăn nheo của Võ Lâm Thần Toán, Cao Nhẫn hỏi sang vấn đề khác, cốt ý làm cho lão quên đi chuyện vừa rồi: "Toán lão già, sao lão lại không cho vãn bối tiến đến gần, lão ngại gì thế?" Võ Lâm Thần Toán đáp ngay, hình như lão quên bén lời châm chọc của Võ Lâm Thần Khất: "Ngại chứ sao không, đầu tóc thân hình và cả y phục của ngươi chứa toàn là độc dược, ngươi thì không sao, chứ bọn ta không dám động đến chúng đâu." Hiểu ra, Cao Nhẫn cúi xuống nhìn lại y phục, e ngại y phục của mình cũng đang dần tan rã đi, cũng như các xác chết kia. Nhưng Cao Nhẫn vẫn thấy y phục nguyên vẹn, đưa tay sờ vào từng nếp vải, vẫn thấy còn chắc chắn, không một dấu hiệu nào chứng tỏ y phục thấm chất độc từ hồng đạn tử vân hương. So sánh lại lần đi dưới đường nước ngầm, lúc thoát khỏi bí động, Cao Nhẫn hiểu thêm về công năng của tị độc châu. Nó có khả năng kháng độc, mà còn có khả năng làm chất độc không đến gần được chỗ Cao Nhẫn đứng như là tị thủy châu, có điều là không ước lượng được tầm xa. Nhìn xuống xung quanh chỗ đất mình đang đứng, tình mắt Cao Nhẫn thấy cỏ mọc cách chân mình gần nửa trượng vuông vẫn đang nhợt nhơ, còn xa hơn cỏ đều đang úa đi dần dần. Ngó vào mông lung, Cao Nhẫn như thấy lại gương mặt hiền hậu của Vô Danh Tăng. Cao Nhẫn thầm cảm ơn sư phụ, thầm tạ ơn trời đã khéo an bày, bằng không chắc không còn sống đến ngày nay. Cảm khái, Cao Nhẫn thở ra một hơi dài, nói với Võ Lâm Nhị Thần: "Nhị vị lão già bây giờ đi đâu? Vãn bối cần trở lại khách điếm để thay đổi y phục, chốc nữa gặp lại nhị lão già sau." Gật đầu, Võ Lâm Thần Toán nói: "Thằng bé, ngươi còn nhớ tiểu điếm ngày hôm qua chứ? Cứ đến đấy sẽ gặp bọn ta. Thôi đi đi." Quay người lại, vươn vai nhìn lên bình minh đã chiếu sáng. Cao Nhẫn quyết định: "Ta phải về ảo ma cung một chuyến mới được, để sư phụ an lòng nơi chín suối." Đoạn bước đi trở về khách điếm. Võ Lâm Nhị Thần đứng trông theo. Chợt Võ Lâm Thần Toán chỉ vùng cỏ nơi Cao Nhẫn đang đứng, lão nói với Võ Lâm Thần Khất: "Lão già say, lão có hiểu thế này là sao không?" Võ Lâm Thần Khất ngây người nhìn không chớp mắt. Một lúc sau lão đáp lời: "Một là thằng bé đó đã có thần công hộ thể." Thấy lão Toán gật đầu, lão Khất nói tiếp: "Hai là hẳn có vật tị độc, tỉ như là tị độc châu." Võ Lâm Thần Toán lần này mới thật sự sửng sốt: "Lão say không lầm đấy chứ?" Nhún vai, Thần Khất đáp: "Lầm hay không cũng chỉ có hắn biết mà thôi. Ấy là ta chỉ có nói thế." Thần Toán nhăn tít đôi mày: "Lão say, hay chính thằng bé ấy là..." Thần Khất lắc cái đầu rối bù: "Khó nói lắm, thằng bé ấy ta đã biết từ 5 năm trước." "Thế lão bảo sao, 5 năm nay thằng bé sống nơi đâu?" "Thì nó có nói rồi, nào có liên quan gì đâu. Lộ số võ công thì ta và lão có biết tí gì đâu." "Ta nhất quyết làm rõ vấn đề này mới được, lão nghĩ sao?" "Ta không nghĩ gì hết, lão liệu mà giữ miệng đó." "Đợi lão say nhắc à? Thôi, chúng ta đi." Quân Sơn, Động Đình Hồ. Tiết trời đã bắt đầu tháng 5, không khí đã oi bức dần dần. May cho địa phương này, gần đó là hồ Động Đình. Từng cơn gió mát rượi từ mặt hồ thổi thoang thoảng đến khắp mọi nơi. Bất kể là nhà quan hay dân thường, bất kể là nhà của hào phú hay là của hạng cổng đinh, bất kể là người nào nhàn rỗi đang dạo mắt hay người đang vất vả vật lộn với cuộc sống, tất cả đều cảm thấy khoan khoái khi được từng cơn gió mát rượi từ hồ Động Đình thổi vào, làm dịu đi sự nóng nực oi bức của tiết trời tháng năm. Trời đang chập choạng tối,
lác đác về nơi đã lên đèn. Xa xa trên mặt hồ động đỉnh, thấp thoáng vài chiếc thuyền nhỏ đang hối hả tiến dần vào bờ, để đưa khách đi chơi muốn vào đất liền tìm bữa ăn tối, hoặc cập dập bờ bến để đón khách có thú chơi thuyền ban đêm trên mặt hồ. Nếu khách nhàn rỗi để ý một chút, sẽ phát hiện có một chiếc thuyền tuy nhỏ như mọi chiếc thuyền khác, nhưng có chiều dài khác thường, được hai đại hán lực lưỡng, mỗi người một đầu thuyền điều khiển. Người ở cuối thuyền, thay vì bơi dầm như mọi ngư phủ khác, thì lại đứng sỏng lưng, tay cầm xào tre dài hơn 2 trượng, chắc là để chống thuyền. Một cách đi thuyền trên mặt hồ khác thường. Người ở đầu thuyền cũng đứng, tay cầm một lồng đèn đã thắp sáng tỏ tường. Trên giấy dán đèn có trang trí nhiều hoa tiết. Tuy không đẹp nhưng nổi bật nhất là một chữ quân, được ánh đèn bên trong chiếu lên rõ nét. Một ngọn đèn khác thường. Khách nhàn rỗi sau khi xem xét kỹ, ắt sẽ cho đây là thuyền của một quan gia nào đó đến đây để thăm thú dân tình, đồng thời dạo mắt trên mặt hồ động đỉnh một lần cho thỏa khát vọng. Nhưng nếu khách nhàn rỗi không gấp bỏ đi mà đứng lâu thêm đợi tiếp tục xem, chắc sẽ thấy có nhiều điều khác thường đang xảy ra trên chiếc thuyền dài khác thường này. Vì chiếc thuyền này liên tục rời bến rồi lại liên tục cập bờ, hết đón rồi lại đưa khách. Khách đi thuyền này hầu hết là khách giang hồ, đông thì từng tốp 5 người một thuyền. Số người còn lại thì chờ khoảng tà một nén nhang thì thuyền sẽ tiếp tục cập bờ đón đi. Ít thì 1, 2 hoặc 3 người, nhưng thuyền cũng phải 2 lần đón đưa. Đến khi biết rõ đây là chuyện của người giang hồ, khách nhàn rỗi sẽ ái ngại lẳng lặng bỏ đi. Cao Nhẫn đang đứng gần đâu đó, chỗ chiếc thuyền thường cập bờ, được che khuất bởi một dạng dương liễu, giả tảng như một khách nhàn du. Cao Nhẫn đứng đó thầm quan sát. Người đến từng lượt một, rất đông, có đủ mọi hạng người. Chánh cũng có, tà cũng có, tục cũng có, tăng có, ni có, già có, trẻ có, nam có, nữ có. Vũ khí thì đủ loại, mọi người đều mang vũ khí công khai. Tuy vậy, tất cả mọi người đều qua một thủ tục như nhau, đến khi trình thiếp mời, đồng thời báo rõ danh tánh. Người đứng trên đầu thuyền, tay đưa lồng đèn sát và thiếp mời. Sau khi đã xem kỹ, ghi rõ danh tánh vào một quyển giấy, người đó liền đón khách lên thuyền. Khi đổ số khách, nếu cùng chung một nhóm, thuyền lập tức rời đi. Cao Nhẫn ngước nhìn vầng trăng non đã sắp khuất dưới mặt hồ. Cao Nhẫn nhẩm tính. Hôm nay là ngày 4, mai đã là Đoan Ngọ. Biết phải làm sao đây? Võ Lâm Nhị Thần sau giờ này vẫn chưa thấy tới. Khách giang hồ đã thưa dần, đã sắp bước qua canh hai. Không đợi được, Cao Nhẫn bước lại phía bên thuyền. Thuyền vừa cập bến, người đứng đầu thuyền đã mệt mỏi nói. Chỉ còn 2 người nữa thôi, Lão Lục cố lên một chuyến nữa nhé, rồi sẽ nghỉ. Gã bước đến tận đầu thuyền, chờ khách giang hồ đến trình báo theo thủ tục. Gã chờ đợi, sốt ruột, gã hối. Thế nào, mau lên cho người ta còn nghỉ ngơi ăn uống nữa chứ? Do người kia đến trước nên Cao Nhẫn phải nhường. Đến khi nghe gã chạo thuyền hối thúc, Cao Nhẫn động thân bước đến. Khéo sao người kia cũng đồng thời bước đến. Cao Nhẫn dừng chân lại, đưa tay ra. Cao Nhẫn nói. Huynh đài, mời. Người kia cũng đưa tay ra. Xin mời huynh đài. Nói xong cả hai đồng cười xòa. Cao Nhẫn nói thêm. Huynh đài đến trước, mời huynh đài cứ tự nhiên. Gã chạo thuyền ngạc nhiên hỏi. Tí hai vị đây không cùng đi với nhau sao? Thấy Cao Nhẫn và người kia đồng gật đầu, gã chạo thuyền chán nản gọi người đứng sau thuyền. Lão Lục, thôi rồi, còn phải đi 2 lần nữa. Không biết còn ai đến nữa không? Nghe giọng điệu thất vọng của hai gã chạo thuyền, Cao Nhẫn đành nói với người kia. Hay là... Người kia cũng đồng một lúc lên tiếng nói. Vậy thì... Cao Nhẫn và người kia đồng cười lên, không nói nữa. Tuy không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rõ ý nhau. Cao Nhẫn lại lên tiếng. Yên tâm, hai người chúng ta đi một lượt cũng xong. Hài lòng, gã chạo thuyền hỏi ngay. Có thiếp mời không? Người kia và Cao Nhẫn đồng lên tiếng. Có đây. Cao Nhẫn đưa tay vào bọc, lấy ra thiếp mời đưa sát đến gần lồng đèn cho gã kia xem. Gã đã quá mệt mỏi nên chỉ ngó qua một lượt rồi nói. Xin mời. Quay sang người kia, thấy người kia đang để tay vào bọc nhưng chưa lấy tay ra. Gã vội nói. Khỏi khỏi khỏi, mời xuống luôn đi, mời. Đợi cả hai đứng yên giữa lòng thuyền, gã kia nói với gã họ Lục. Lão Lục, đi thôi. Thuyền liền rời bến, tiến dần vào dải đất ở xa xa trong hồ động đỉnh. Quân Sơn. Đã tàn nửa nén nhang,
thuyền nhỏ đã tiến vào roi đất không biết là bao lớn. Không trông thấy rõ được vì xung quanh toàn là những dạng liễu ôm tồm dày đặc, che kín tầm mắt mọi người. Không nghe rõ được vì tiếng gió thổi làm sao động những hàng liễu dày khua lên lảo xạc, lấp kín những âm thanh khác. Nhưng với thính lực của Cao Nhẫn thì đã nghe được những tiếng ồn ào từ xa vẳng lại. Đây là những tiếng nói chuyện cười đùa, đàm luận của những khách giang hồ đến trước, đang được an trí nghỉ ngơi ở phía sâu trong roi đất. Nhưng Cao Nhẫn vẫn thản nhiên, không nói ra sự phát hiện của mình cho ai biết cả. Vì nếu con muốn nói thì nói với ai đây? Bọn trạ phổ. Vô ích, vì đương nhiên chúng đã biết. Nhân vật kia ư? Không nên, vì biết hắn sao? Thuyền cập vào một chỗ tương đối thoáng, thuyền chưa dừng lại hẳn, đã nghe có tiếng người trên bờ đất cất tiếng hỏi. Lão Trường, có mấy người đến thế? Người đứng ở trên đầu thuyền tay cầm lồng đèn đáp. Hai người. Người ở trong lại hỏi. Thế nào Lão Lục, còn ai nữa không? Người đứng sau thuyền, xào tre đã cắm thật sâu vào lòng đất dưới đáy hồ, thở ra một hơi khoan khoái. Cũng may là không có ai đến nữa, bọn ta đã mệt lắm rồi. Thuyền đứng yên, bởi đầu thuyền có một sợi dây neo thuyền chặt lại, cập sát vào một miếng gỗ to, bắc hẳn lên bờ đất, và đôi thuyền đã được một cái xào tre cắm vào lòng đất giữ yên. Người họ Trương tay cầm lồng đèn nép vào một bên nói, mời nhị vị khách nhân. Cao Nhẫn và người kia vội bước chân lên miếng gỗ, bước đi chừng non một trượng thì chân đã đặt vững vàng vào mặt đất. Cao Nhẫn nói trong tiếng thở ra nhẹ nhẹ, thế là đã đặt chân được đến đất Quân Sơn. Phía trong không có tiếng người đáp, chỉ nghe một tiếng xòa, rồi một ngọn đèn lồng khác được thắp sáng lên. Người cầm đèn là một đại hán, thắt lưng to bản, vắt kề vào đó là một thanh đại đao hình thù quái gở. Dưới ánh đèn mù mờ, trông gã chẳng khác nào một tượng thần thường có ở các miếu thần hoàng. Gã lên tiếng nói nửa như xác định, nửa như phủ nhận câu nói của Cao Nhẫn. Cũng còn khoảng 5 dặm đường mới đến được Quân Sơn Đạo Am. Người kia từ nãy đến giờ đứng ngang với Cao Nhẫn, bây giờ mới lên tiếng. Quân Sơn Đạo Am, sao lại gọi là Đạo Am? Gã đại hán đáp, chỗ người tiềm tu theo đạo tiên, không gọi là am thì gọi là như thế nào nữa? Đoạn quay người đi trước, vẫn cầm đèn lồng vừa đi vừa nói, hạ nhân xin đi trước dẫn đường. Không nói không rằng, Cao Nhẫn và người kia sánh vai nhau mà đi theo gã đại hán. Nửa dặm đường chẳng mấy chốc đã hết. Trước mặt Cao Nhẫn vẫn không thấy được gì vì sương mù răng răng. Xòa bàn tay vẫn thấy rõ năm ngón. Nhìn gã đại hán, vẫn thấy rõ lưng gã cách đấy hơn một trượng. Vây lớp sương mù này không hẳn là sương mù, nhưng lớp khí mờ mờ vẫn răng răng. Khói chăng? Nếu là khói, liệu những người phía trong có chịu nổi sao? Không là khói thì đây là cái gì? Qua lớp sương khói mờ mờ này, khó lòng phát hiện được một ánh lửa, một ánh đèn dù là một đóm nhỏ. Những tiếng ồn ào từ trong vẳng ra khá rõ. Hơn 10 ngày qua, Cao Nhẫn được hai lão võ lâm nhị thần ở bên kiểm cặp, đã tăng được rất nhiều kiến thức, lịch diệt giang hồ cũng được tăng lên. Nhất là về trận pháp, trận thế. Do Cao Nhẫn đang bận tâm về những kiếm trận của bọn chuyên lệnh sứ, nên Cao Nhẫn có hỏi và được võ lâm thần toán, một người có kiến văn quảng bác chỉ vẻ. Nên lúc này đây, ấn tượng đầu tiên của Cao Nhẫn về Quân Sơn Đạo Am là những kiến trúc đã được sắp đặt thành một trận thế tính. Lớp sương khói mù mù là do khí trận tỏa ra. Nhận định được điều này, Cao Nhẫn cũng có phần an tâm, chỉ ngại kiến thức của mình về trận thế còn quá kém. Gã dẫn đường, sau khi đi vòng qua mé tà của lớp khói mù đã dừng chân, gã đưa tay cầm đèn lồng ra, hết đưa lên rồi lại hạ xuống, độ khoảng 3 lượt gã mới nói to. Tiếp người mới đến đây. Hai ánh đuốc phừng lên. Trước mặt Cao Nhẫn được ánh đuốc soi tỏ là một cổng tam quan nho nhỏ, mái ngói còn đỏ tươi, chứng tỏ cổng tam quan này đã tồn tại ở đây không được bao lâu. Cánh cổng tam quan đã hé mở sẵn từ lúc nào, phía trong cổng vẫn còn thấy lớp khói mù răng phủ. Hai người cầm hai ngọn đuốc, chắc là mới từ trong cổng bước ra. Cao Nhẫn nghĩ thầm. Một người nữa bước ra, vẫn y phục đạo sĩ, thẳng nếp như là mới may, hoặc là may lâu rồi, đến nay mới mặc lần đầu. Người vừa bước ra, khom mình thưa. Tài hạ, bần đạo phụ trách tiếp tân, mời quý khách vào. Sẽ có người phía trong, sắp xếp chỗ ăn ngủ cho quý khách. Cao Nhẫn cố nhịn cười, cho lối nói chưa quen của người nghênh tân. Đưa chân bước hẳn vào cổng, theo tay người nghênh tân, Cao Nhẫn rẽ qua tả. Được chừng 3 trượng, lại thấy một cổng tam quan khác lớn hơn. Phía trên cổng có tấm biển còn mới, ghi Quân Sơn Đạo Am, nét chữ giản đơn, cổng dựng mộc mạc.
Khí thế này, người ta ở đây không màng thế sự, bất chấp lợi danh, chỉ mãi lo tu tiên cậu đắc đạo. Bước vào cổng tam quan này, Cao Nhẫn và người kia đã thấy hai hàng tiểu đạo đồng đứng đón chào. Giữa hai hàng tiểu đạo đồng là một đạo sĩ khác, gương mặt hiền hòa, cười tươi như hoa, đạo sĩ vái chào nói: "Xin chào nhị vị khách nhân quang lâm Tệ Am. Để giữ sự thanh tịnh, không làm cho đạo am bị ô uế, quý khách có vũ khí xin gửi lại đây, sẽ có người gìn giữ chú đáo cho quý khách. Đến lúc ra về, quý khách sẽ nhận lại sau." Cao Nhẫn cũng cung tay thi lễ: "Tại hạ đến quá muộn, mong quý am bỏ lỗi. Còn vũ khí tùy thân, tại hạ không có mang theo." Giang cả hai tay, Cao Nhẫn khẽ xoay người cho đạo sĩ kia nhìn qua, chứng tỏ là mình nói là sự thực. Người kia cũng nói: "Ta chỉ có cây quạt xếp này, có phải là vũ khí không?" Đạo sĩ kia chỉ mỉm cười không đáp, đoạn nép người qua một bên nói: "Xin mời nhị vị theo bần đạo." Nói xong, đạo sĩ quay người đi trước, Cao Nhẫn và người kia theo ngay phía sau. Đạo sĩ kia đi trước tuy không có lời dặn, nhưng đạo sĩ vẫn đi chậm chậm. Mỗi lần muốn rẽ đều ngừng lại một chút, chờ cho Cao Nhẫn và người kia thấy kịp mà rẽ theo. Cao Nhẫn sau đôi ba lần nhận xét, dựa vào phương cách đi của lão đạo sĩ và dựa vào quang cảnh hai bên đường đi đã được những ngọn đèn lưu ly soi khá tỏ, thì Cao Nhẫn nhận ra đây đích thực là một thế trận. Tuy không rõ tên gọi, nhưng cũng biết là trận thế án của Cửu Cung và Lưỡng Nghi Trận. Sau nhiều lần rẽ, khói mù cũng không còn thấy nữa. Cảnh vật xa xa đã hiện rõ dần. Lại đến một cổng tam quan thứ ba. Trên cổng vẫn là những chữ Quân Sơn Đạo Am. Cao Nhẫn gật gù thầm nghĩ: nãy giờ chỉ là vòng ngoài, bây giờ mới thật sự là đạo am của lão quân chủ. Đến gần cánh cổng, đạo sĩ bước đến vỗ vào cổng. Cánh cổng sau tiếng vỗ đã được mở rộng ra. Một đạo sĩ khác bước ra vòng tay chào: "Tệ am được nhị vị quang lâm, thật lấy làm vinh hạnh." Đạo sĩ lúc này cũng nói: "Phận sự của bần đạo đến đây là xong, xin nhị vị khách nhân tự tiện." Nói xong quay người đi trở lại ngay. Cao Nhẫn gật đầu nói với đạo sĩ mới: "Đường đi đến đây thật là khúc chiết, không hiểu bọn tài hạ đã được nghỉ ngơi chưa?" Đạo sĩ liền đáp: "Phiền khách nhân quá, chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là khách nhân đã được ăn uống nghỉ ngơi. Xin chớ phiền, Tây Am sẽ bồi tội sau." Nhún vai, Cao Nhẫn nói với người kia, cố làm ra vẻ thân nhau từ lâu: "Thôi, cố chịu đựng chút nữa nhé." Người kia đưa mắt nhìn Cao Nhẫn hàm ý cảm ơn, không đáp chỉ gật đầu. Rồi cả hai cùng theo chân gã đạo sĩ. Lại vòng qua rẽ lại, tiếng ồn ào lúc này nghe như ở bên tai. Cao Nhẫn không để tâm đến tiếng ồn, chỉ chú tâm theo dõi bước đi của lão đạo sĩ. Cao Nhẫn tự nhủ: vòng ngoài là Cửu Cung và Lưỡng Nghi trộn lại, vòng trong là ngũ hành và bát quái lồng vào nhau. Lão quân chủ quả thật là đa tâm. Quả thật, lời đạo sĩ nói không sai. Sau một đoạn đường ngắn, Cao Nhẫn và người kia đã bước hẳn vào trung tâm của Quân Sơn Đạo Am. Trước mặt là một kiến trúc lớn, không giống như cung đình mà giống như cung đình, khi mọi vật ở kiến trúc này đều được đánh bóng, sáng như gương. Toàn là vật liệu quý, được đèn nến soi sáng, lộng lẫy xa hoa. Cũng không giống một đạo am, mà cũng giống như một đạo am bởi sự tĩnh lặng, hương trầm thơm ngắt, chốc chốc lại có tiếng chiêng vang lên, làm người đứng xem cảm thấy lòng mình lắng lại, cảm như đã thoát khỏi trần tục như bẩn. Và nhất là cái máy ngói cong vuông vút, không khác nào tranh vẽ cung đình của Thái Thượng Lão Quân ở chốn thiên đình. Vừa bước đến, định dừng chân đứng xem, thì đạo sĩ đã đưa tay chỉ và nói: "Mời nhị vị khách nhân đi hướng này." Theo sau đạo sĩ, Cao Nhẫn và người kia đã bước vào một dãy kiến trúc kiên cố, rộng bao la, ngay phía bên tả đạo am. Qua một số phòng ốc, Cao Nhẫn và người kia đứng lại, vì đạo sĩ dẫn đường cũng đã đứng lại. Đạo sĩ nói: "Hai vị cùng đi chung với nhau, chắc đồng ý cùng một phòng chứ? Đây, đã tới phòng của nhị vị, xin mời." Đưa tay mở cửa phòng, đạo sĩ lùi lại ba bước rồi khom mình nói: "Nhị vị vào phòng nghỉ ngơi một lúc, sẽ có người dọn thức ăn đến ngay, cáo biệt." Khoa chân, Cao Nhẫn bước vào, đứng ở giữa phòng quan sát bốn bề. Nhìn lại, thấy người kia chưa bước vào, Cao Nhẫn ngạc nhiên hỏi: "Huynh đài, sao không vào đi?" Người kia thoáng ngập ngừng rồi cũng bước vào. Vừa đến nơi, người kia đã đi luôn ra phía sau, chỉ nói với lại: "Ta vào nghỉ trước đây, huynh đài cứ tự nhiên." Nhìn người kia đi khuất vào phòng trong, Cao Nhẫn không khỏi thắc mắc. Đã định đi về đến phòng sẽ dò hỏi tìm hiểu về thái độ của gã, nào ngờ. Kéo lại một chiếc ghế, Cao Nhẫn ngồi nhắm mắt suy tính. Cọc
Cộc, cộc. Có tiếng gõ cửa, Cao Nhẫn lên tiếng hỏi. Ai đó, có việc gì? Có tiếng trả lời. Tiểu đạo xin đem hầu cơm nước. Cao Nhẫn nói. Vào đi. Hai tiểu đạo trước sau bước vào, sắp đặt thức ăn đồ uống đủ cho hai người dùng, xong khom mình nói. Nhị vị khách nhân có gì sai khiến? Cao Nhẫn vẫn ngồi lắc đầu. Được rồi, không dám phiền đến nữa. Trước khi đi ra, một trong hai tiểu đạo còn nói. Hôm nay không có rượu, nhị vị khách nhân xin dùng tạm cơm chay. Ngày mai là đến đại điển lễ, cần phải thanh tịnh, nhị vị thông cảm cho. Đến mai Tây Am nhất quyết sẽ bồi tội sau, cáo biệt. Thuận tay khép lại cửa phòng, hai tiểu đạo bước đi. Cao Nhẫn thấy hai tiểu đạo đã bỏ đi, mới kêu người kia. Huynh đài, đã có cơm đây, mời huynh đài ra dùng bữa nào. Chỉ nghe người kia nói, ta không đói, huynh đài cứ tự nhiên. Cao Nhẫn mỉm cười, lắc đầu đáp, thì cũng ra ngoài này đàm luận một chút nào, huynh đài e lệ giống như nữ nhân quá đi thôi. Nghe tiếng chân người kia bước ra, Cao Nhẫn khẽ mỉm cười một mình. Vừa bước ra, người kia đã trợn mắt. Huynh đài nói ai giống nữ nhân? Cao Nhẫn nhún vai. Không nói thế, làm sao vời được huynh đài ra đây? Thôi, chúng ta cùng dùng bữa vậy. Người kia không nói gì, ngồi mạnh xuống ghế, hai tay đưa ra sới cơm, ăn luôn miệng. Được chừng hai bát, người kia buông đũa, nhìn Cao Nhẫn nói. Vậy được chưa? Huynh đài còn nói gì nữa không? Lắc đầu khó hiểu, Cao Nhẫn nói. Là tài hạ sợ huynh đài đói bụng nên cố ép vậy thôi. Mong huynh đài thứ cho tài hạ lắm lời, huynh đài cứ tự nhiên. Nãy giờ người kia cứ ngỡ Cao Nhẫn có ý châm chọc. Sau khi nghe Cao Nhẫn nói, người kia thở dài nói khẽ. Tạ ơn huynh đài đã có lòng. Ta họ Nam Cung, huynh đài gọi thế nào cũng được. Cao Nhẫn cũng nói. Tài hạ là Cao Nhẫn, được gặp gỡ Nam Cung huynh đây cũng là hữu duyên. Có gì sơ sót, mong Nam Cung huynh bỏ lỗi cho. Người kia trố mắt nhìn Cao Nhẫn. Cao Nhẫn, huynh đài là Cao Nhẫn. Cao Nhẫn lại nhún vai. Cao Nhẫn thì đã làm sao chứ? Thần thái Nam Cung huynh đây thật là thoát tục siêu phàm, là long và phụng của võ lâm đấy. Chứ Cao Nhẫn này đã là gì đâu mà Nam Cung huynh phải sừng sốt như vậy. Người có họ Nam Cung vội đứng ngay dậy. Không ngờ vô tình ta gặp được Cao huynh đây, quả là hoàng thiên không phụ kẻ có lòng. Xin Cao huynh thứ tội, tên ta có đọc một chữ ngọc, nãy giờ có nhiều khuyết điểm, Cao huynh xin đừng để tâm làm gì. Cao Nhẫn vội đáp, không có gì, Nam Cung huynh nào có gì thất lễ, chỉ tại Cao Nhẫn này lắm lời thôi. Nam Cung Ngọc nhìn thức ăn còn trên bàn nói, Cao huynh chưa dùng bữa, vậy hãy dùng đi, ta xin ngồi đây hầu chuyện với Cao huynh được rồi. Cao Nhẫn gật đầu cúi xuống ăn. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 13 câu bộ truyện Ảo Ảnh Ma Pháp của tác giả Trần Thanh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.